Ngọc Huyền khóc nghẹn tiễn biệt nghệ sĩ Chí Tài. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đã đến viếng nghệ sĩ Chí Tài trong tang lễ đang tổ chức ở Mỹ. Cô nghẹn ngào hát ca khúc khóc thầm tiễn biệt người quá cố. Cùng với rất đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ hải ngoại đến viếng nghệ sĩ Chí Tài, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền xúc động dân trào khi nói lời tiễn biệt với một người nghệ sĩ mà cô yêu mến nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã hát bài khóc thầm để tặng người quá cố. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền quyết trên trang cá nhân, niềm xúc động dân trào mãnh liệt khi đến dự tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài trong khuôn viên giáo sứ Thánh Linh. Cảm ơn gia đình, nhà thờ, giáo sứ Thánh Linh và ban tổ chức đã tổ chức lễ viếng trang nghiêm ấm cúng. Tôi đau lòng, nước mắt cứ trào dân, cứ dằn nén rồi lại nuốt nước mắt vào tim nghẹn lòng vì quá thương mến anh Chí Tài. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền cho biết cô tin rằng cố nghệ sĩ trí tài vẫn muốn nghe đồng nghiệp hát. Chúng tôi hòa đồng và chia sẻ yêu thương để giúp cuộc đời này thêm nhiều nụ cười và hạnh phúc. Giống như anh trí tài đã từng muốn được đem tiếng cười đến với mọi người, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền xúc động tâm sự. Gia đình nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cho biết Ông Sáu bảnh quyết định không tổ chức sinh nhật vào ngày 18 tháng 12 như mỗi năm vì đã quá đau buồn trước sự ra đi của cố nghệ sĩ Chi Tài. Nghệ sĩ Thanh Thủy chia sẻ: "Thường thì năm nào sinh nhật của anh Hoài Linh đều có sự chung vui của anh Chi Tài, nhiều năm sân khấu nụ cười mới tổ chức sinh nhật rất trang trọng và ấm cúng tình nghệ sĩ. Anh Chi Tài đàn, tôi hát cùng chúc sinh nhật anh Hoài Linh năm nay anh không tổ chức" vì nếu có làm mà nhớ đến không khí với tiếng cười của anh trí tài thì chắc chắn lại sẽ khóc anh không tổ chức sinh nhật để dành trọn cảm xúc cho việc tang lễ người bạn tinh thần đang tổ chức ở mỹ cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ tin tức mới